Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có Đại tá Tạ Quang Huy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái. Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái nêu rõ, mặc dù gặp nhiều khó khăn do các yếu tố chủ quan và khách quan mang lại, tuy nhiên Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái đã bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, có nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Quá trình thực hiện luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu, chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sâu sát cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận làm rõ một số vấn đề còn vướng mắc tồn tại cũng như đề xuất kiến nghị với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để chỉnh sửa thêm vào dự thảo báo cáo. Thay mặt Đảng ủy Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra và nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của đoàn kiểm tra. Đồng thời cho biết sau kiểm tra, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ có kế hoạch để khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế được nêu trong dự thảo báo cáo. Đại tá Đặng Hồng Đức mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái để xây dựng lực lượng Công an tỉnh Yên Bái cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.